Bọn mày chuẩn bị đi đám cưới nghỉ cũ của tao. Ok đi luôn. Bọn mày mặc sao cho chặt chém cô dâu là được. Bọn tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Cho đủ chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Hey, tóc em